Ngày nào tụi em cũng sẽ đi phóng sanh như vậy. Dạ. Cứ 100 ngàn mỗi ngày, 365 ngày là 365, là 36 triệu 500 ngàn đồng. Cứ như thế, ai ủng hộ thì sẽ phóng sanh nhiều hơn. Hay không thì cứ làm ra ra gì hoài. Không chơi lớn như hồi xưa nữa. Hồi xưa mua một con rái cá để thả về tự nhiên 2-3 triệu đồng. Yeah. Mua nhiều số lượng lớn thì giá đó đó. Còn mua ít nó huốc cho 5 triệu một con. Trời ơi. Tê tê. Khỉ vượng vọc. Cáo chồn. Phóng sanh thú hoang dã tốn tiền. Dạ, ngư dân đã xuống sông. Phóng sanh thú hoang dã là tốn tiền dữ lắm. Thả vô rừng, rừng không có được nhà nước quan tâm bảo vệ, cũng bị hại hết trơn, cũng bị bắt lại hết, cũng bị làm thịt.